Alo, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Ngồi như vậy nó bị ngược sáng, nhưng mà không còn cách nào hơn các bạn. Ngồi ở đây nè, thì bây giờ mình ngắm về cái hướng này cực kỳ là đẹp các bạn, đẹp mê ly luôn. Ở đây phơi nắng cũng được. Rồi ngày mai, đêm hôm nay là các con mình tới, rồi ngày mai là mình mới đi ra biển nằm. Mình ở đây tới mấy ngày lận. Với lại tại vì ở đây cũng là chỗ của mình rồi. Thí dụ như bữa nay nó đông nó vui vì là ngày lễ, cho nên là ở ngoài biển người ta đi cano và người ta chơi những cái trò ở ngoài biển rất là nhiều thì nó đẹp hơn. Còn bình thường thì ít. Nhưng mà đã là của mình rồi, mình đâu có sợ, thì mình đi lúc nào cũng được, không sao các bạn. Mời cả nhà uống nha. Cực kỳ đẹp các bạn. Các bạn thấy không? Khi mà đi biển đó, mình khuyên các chị em phụ nữ nè, các bạn ở Việt Nam cũng vậy, các bạn ở Mỹ cũng vậy, bất kỳ nơi nào, nghe lời mình. Thí dụ như các bạn nào có điều kiện thì mình không nói, còn các bạn không có điều kiện á, thì các bạn mua những bộ đồ bikini đó, mua ít thôi, đừng có mua nhiều. Cái quan trọng là các bạn cần phải mua những cái như vậy. Bạn nên mua những cái khăn choàng. Vì cái khăn choàng này nó rất là lợi cho các bạn. Lợi lắm mà đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Mỗi một cái nó có mỗi vẻ đẹp khác nhau. Nhưng mà đa số chị em phụ nữ khi chúng ta sanh đẻ rồi thì chúng ta đâu có đẹp được như là những người chưa sanh đẻ. Và những cô người mẫu đừng có bao giờ mà chị em phụ nữ dại dột đến cái mức độ mà so sánh mình với lại những cái hot girl, những người mẫu nha các bạn. Đừng bao giờ, mình khuyên các bạn. Có một số người có nói với mình rằng là thôi mặc như vậy á, là chỉ có mấy người mẫu hoặc là diễn viên hoặc là hot girl họ mới mặc được thôi, mình mặc người ta cười. Tại sao bạn lại sợ người ta cười? Bạn phải nghĩ rằng là cô đó cũng là người mẫu, cô chỉ ăn và cô đi làm đẹp, trong khi bạn là một người bình thường của gia đình, bạn lo cho gia đình. Một ngày bạn có được bao nhiêu giờ đồng hồ cho bạn? Hiếm lắm, 30 phút chưa chắc các bạn đã có. Thành ra không thể nào mà so sánh giữa mình và các hot girl và những người mẫu. Để chi? Để rồi mình tự chìm theo cái năm tháng của mình. Bạn nên nhớ rằng dành cho chồng, dành cho con, nhưng phải dành cho các bạn nữa. Chồng bạn, con bạn không làm đẹp được cho bạn, chính bạn mới là người làm đẹp được cho bản thân bạn. Tại sao bạn biết dành thời gian cho con, cho chồng mà bạn không dành thời gian cho bạn? Bạn không đẹp, bạn không có sức khỏe, càng ngày người bạn càng đi xuống dốc, thì làm sao bạn có sức để bạn lo cho chồng bạn và con bạn? Nhiều khi bạn lo thái quá nhưng mà bạn không biết đó. Mình nói thật, hãy dành cho mình ít nhất là một ngày một tiếng đồng hồ. Chính bản thân mình nói cho chồng, cho con biết luôn. Em lo cho gia đình, em lo cho ở nhà, nhưng em cũng phải có thời gian riêng cho em. Phải dành ít nhất là một tiếng hoặc là hai tiếng cho mình các bạn. Chẳng hạn như hai tiếng đó bạn làm gì? Bạn đi làm đẹp, bạn nằm ở trong một cái spa, bạn đi shopping. Không ai được quấy rầy bạn trong hai tiếng đồng hồ một ngày. Mọi công việc chưa làm xong, xếp qua một bên, tới giờ tôi đi chơi rồi. Hoặc là phải nói là ok, bây giờ tới giờ mẹ phải đi tập yoga, tới giờ anh ơi em phải đi nhảy đầm, hoặc là tới giờ anh ơi em phải đi shopping. Mỗi một người có mỗi một cái sở thích riêng, mình không xúi ai cả. Nhưng bạn làm gì cũng được, bạn phải dành cho bạn 2 tiếng đồng hồ trong một ngày. Một tiếng cũng được, 2 tiếng cũng được. Hoặc là những cái giờ đó của bạn, bạn đi ra quán cà phê bạn ngồi, bạn cầm cái phone để bạn chơi cũng được, bạn đi coi cine cũng được, bạn đi làm bất kỳ những cái gì mà bạn cảm thấy muốn. Đi spa cũng được, nằm ngay tại trong nhà mình, ở trong một cái bồn tắm cũng được. Có nhiều bạn nói với mình là nhiều người nhà không có bồn tắm. Thì không có bồn tắm thì bạn đi tìm một cái cách khác. Nhưng phải dành cho mình ít nhất là một tiếng cho tới hai tiếng đồng hồ. Mình nói thật, phải như vậy. Các bạn phải vùng lên. Mình nói cái này thì đụng chạm nhiều đó, nhưng mà mong các bạn thông cảm.
vì mình biết mình nói không có sai. Chính những chị em phụ nữ, các bạn tự hại các bạn, các bạn tự nhấn chìm các bạn, rồi các bạn đổ thừa cho chồng, cho con, tôi phải lo cho chồng, tôi phải lo cho con. Các bạn có biết không, mình sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện của một cái cậu này 38 tuổi. Cái cậu này đó là mới biết kênh YouTube của mình chỉ có một tuần thôi à, mà cậu nói rằng cậu coi rất là nhiều. Thì cậu mới viết ở trên Facebook cho mình đó là em muốn tâm sự với chị được hay không. Thì mình bấm vô thì mình thấy là đàn ông mà đòi muốn tâm sự mà lại nói là tâm sự. Thì lúc đó mình đang lái xe, mình cũng không hiểu gì hết. Nhưng mà tâm sự là tâm sự cái gì? Bạn độc thân hay là bạn muốn tâm sự về một cái khúc mắc trong cái cuộc đời bạn hay như thế nào? Cho nên là thôi mình cũng bấm lại Facebook để mình hỏi thử câu chuyện như thế nào. Đang lái xe mà đường vắng xe có thể trò chuyện được các bạn. Thế là mình mới nghe cái cậu đó nói chuyện tâm sự với mình. Thật sự là một người đàn ông quá tuyệt vời. Thì sau cái video này mình sẽ chia sẻ về cậu đó tâm sự những gì cho các bạn xem. Nếu mà người đàn ông nào cũng được như vậy thì chị em phụ nữ hạnh phúc vô cùng. Không những là vợ hạnh phúc, bạn gái hạnh phúc mà mẹ cũng hạnh phúc. Thì khi mình hỏi ra mới biết được là cậu này mới qua Mỹ chỉ có 7 năm thôi mà đã học được theo những cái hay ở bên Mỹ rồi. Thán phục. Câu chuyện rất hay, mình sẽ chia sẻ với các bạn sau video này ha. Những cái ngày mà đi chơi như vậy đó, không có làm video được cho các bạn. Cho nên là cho mình enjoy mấy ngày nha, đi chơi để tận hưởng ha. Các bạn thấy không, hiện tại bây giờ là mình không có mặc cái gì ở trong người hết. Ok, chỉ một cái khăn thôi à, mình có thể ngồi đây trước các bạn làm video và có thể ngồi đây để ngắm hết tất cả view. Mình là như vậy đó các bạn. Thì bây giờ mình hỏi các bạn nè, nếu lúc nào bạn cũng vui vẻ hồn nhiên, bạn cởi mở bên cạnh người chồng bạn, bên cạnh người bồ bạn, lúc nào bạn cũng sạch sẽ thơm phức và luôn luôn có sự khiêu gợi, thì chồng bạn yêu bạn hay không? Chắc chắn là phải yêu. Nếu mà anh ấy không yêu bạn đó là something wrong với anh ấy. Người phụ nữ chúng ta cần cái gì? Chúng ta chỉ cần được chồng yêu thôi. Khi chồng các bạn yêu thương các bạn, quý trọng các bạn, thì mình bảo đảm rằng cái niềm vui của các bạn nó nhân đôi. Và các bạn sẽ có nhiều cái idea rất là mở rộng ra, rất là hay, rất là tuyệt vời. Cái mà mình chia sẻ với các bạn đó là mình chia sẻ theo cái của mình, cái cách sống của mình. Thì những bạn nào mà cảm thấy giống được như mình thì mới đúng. Mình không nói hết tất cả các bạn đều phải giống mình không, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Thí dụ như bạn con còn nhỏ quá, bạn phải đi làm rất là cực lực để kiếm tiền trả bill. Hoặc là bạn ở chung với ai đó, ở chung với gia đình, hoặc là bạn share phòng, thì bảo đảm bạn sẽ không được như vậy. Cho nên là mình không phải là nói hết tất cả các bạn, mình chỉ nói những trường hợp nào mà có ai tương tự giống như mình. Thí dụ như ở một mình, đi du lịch với bồ, với chồng, hoặc là một mình mà bạn không cần phải lo tài chánh nhiều. Thí dụ như là bạn rảnh rỗi, không cần phải đi làm nhiều. Thí dụ như một tuần bạn làm 4 ngày thôi, thì còn 3 ngày kia bạn enjoy cho bản thân bạn, bạn là yes. Còn nếu như mà bạn đi làm một tuần 6 ngày, 7 ngày thì mình không nói nha. Cái này là mình nhấn mạnh lại một lần nữa, mình nói bản thân mình là như vậy. Thì để có ai mà cảm thấy rằng là cũng giống giống như mình mà không có biết làm gì, không biết đi đâu, cái gì cũng sợ, thì hãy giống mình, hãy theo mình. Còn những bạn mà không có được những cái như mình thì mình nói để các bạn nghe, các bạn biết thôi nha. Chứ không phải là mình bắt các bạn là phải làm theo như vậy, thế nào cũng bị. Các bạn sẽ vào nói rằng là tại bây giờ chị sung sướng quá rồi, chị đầy đủ rồi thì chị mới như vậy. Đúng. Mình chia sẻ ở đây để cho các bạn biết, khi mà một người phụ nữ ở bên Mỹ họ đã lo xong mọi thứ rồi thì cái cuộc sống của họ sẽ như thế nào. Mình là mình chia sẻ như vậy nha các bạn. Chứ các bạn đừng có so sánh giữa mình và các bạn phải làm việc một tuần 6 ngày 7 ngày nha. Đừng so sánh như vậy. Rồi các bạn lại phán xét ha. Cái này là mình chia sẻ những người giống như mình đó.
mà còn sợ sợ chưa dám đi đâu, hoặc là từ cái ăn mặc đồ các bạn cũng ngại ngùng. Tại sao các bạn phải ngại? Cái gì đâu là xấu? Giống như mình hiện tại bây giờ không mặc cái gì hết, ở trần truồng đó các bạn, hiện tại bây giờ là đang là trần truồng luôn, không mặc underwear luôn á. Từ ở trong nhà bước ra choàng cái khăn vào thôi là có thể ra đây ngồi ngắm cảnh được rồi. Tại vì mình á, khi ngủ mình không có mặc đồ, và ban ngày cũng vậy, thường thì mình chỉ mặc một bộ đồ lót hoặc là cái quần lót thôi, là mình khoác một cái áo hoặc là một cái khăn thôi à, vậy là xong rồi. Với lại ở thành phố biển nữa mà, thoải mái. Còn khi nào ở nhà mình có người thì lại là khác. Về bản thân mình đó, để các bạn biết, chứ không có xúi ai nha. Mỗi người khác thì mỗi hoàn cảnh khác nhau. Sẽ có những bạn đó chia sẻ về cách sống của các bạn đó, thì chúng ta học hỏi của mỗi người mỗi chút. Ok. Thành ra đối với mình là thoải mái, vui vẻ các bạn. Nhưng cái điều quan trọng là gì? Các bạn phải tự tin. Các bạn không tự tin thì bảo đảm một điều rằng các bạn sẽ không làm được gì cả. Cái tự tin nó rất quan trọng. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video này. Ok. Bây giờ để chụp vài tấm ảnh nha. Cái gì mình cũng một mình hết các bạn. Đây là cái remote và cái phone. Mình đi đâu có một mình mà, cho nên tự chụp ảnh, tự quay phim, tự làm tất cả, tự edit video, và sau đó cái đứa bé cháu mới đăng lên giúp cho mình. Trời ơi, đêm qua quên sạc pin cái phone này rồi. Hết pin à. Cái máy GoPro nãy giờ không có quay được gì hết cả, là tại vì cái chân đó để quên rồi, để quên dưới xe. Chút xíu nữa lấy, nhưng mà không sao, còn mấy ngày nữa mà. Bây giờ cầm nó quay như vậy nè cũng được, nhưng mà mỏi tay. Để bấm quay một chút nha. Trực thăng nó rất là nhiều các bạn. Trực thăng này đó là chở các bạn đi tham quan. Ví dụ như các bạn muốn đi một chiếc trực thăng 4 người thì giá tiền nó rẻ. Còn các bạn muốn một mình các bạn đó thì sẽ đắt tiền hơn. Nhưng mà ngày hôm nay với lại ngày mai là giá đắt lắm. Rồi qua cái lễ có thể thứ 3 đó là giá sẽ rẻ xuống. Nhưng mà tới thứ 3 các bạn đi thì ở ngoài biển bình thường rồi, đâu có những chiếc cano chạy nhiều. Và mình xin được tạm dừng video ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau. Bye bye.